Dạ, con xin đọc câu hỏi này của Nhiên An. Dạ, con thưa sư, có những người họ yêu mình không được nên họ đau khổ gần như chết. Trong trường hợp này mình có cần làm gì không ạ? Mình không muốn ai yêu mình hết, nhưng vòng xoáy đó chưa bao giờ dừng. Con có lỗi trong trường hợp này không, thưa sư? Con xin cảm ơn sư ạ. Người nào mà yêu mà tôi chết thì người ấy yêu tốt quá để rồi tôi luôn yêu tốt. Yêu về là yêu quá hay rồi đó. Chết là hay quá. Có một cái cũng truyền của tác giả nào mình hay quên. Thời được yêu và một thời được chết, ai đọc cũng đều đấy được. Nhiều người ấy là từ nhưng nói từ thấy mình có trách nhiệm khi người vừa yêu mình nó bỏ tư tưởng theo thầy thì không có trách nhiệm gì cả, họ thích tự tư theo tư tưởng đó là quyền tự do của họ, sẽ là chừng nào mình nói là tự tử đi, chừng nào mình nói là thì đó mình mới trách nhiệm, còn họ tự đi từ từ thì đâu có sao. Thật quá là mình tới nhiều năm tan thì cứ buồn là buồn rồi. Nhiều khi trong đời sống là mình cũng tự tưởng ra những cái mối quan hệ trên thực tế là nó có quan hệ gì, quan hệ là do mình tự tưởng ra. Thế còn ở ngoài hỏi không rồi rồi đó nghĩ là dạ thưa thầy, có một Phật tử hỏi là chùa mình có nhiều cảnh đẹp nhưng mà có hai điểm mà không hiểu, đó là hai vòng bát quái ngũ hành nằm ở ngã ba ngoài sân ạ. Điểm này nó là không hiểu cái đó là cái gì? Bát quái ngũ hành ở đâu đó? Để chỗ ngã ba mấy cột đá sắp theo một tròn, cái sắp theo một tròn đó là một cái cái sáng kiến của thầy, mà có lẽ là cái mà rao báo mà của các cái nước ngoài, tức là mấy cái mình có một cái bụng bếp đấy, là để mình giải quyết cái giao thông. Bởi vì nếu mà cứ để chạy qua giờ này á thì nó cũng mới tình, và không cần được xem đèn đỏ mà chỉ cần có cái ra được ra đó thì tự nhiên này mình đi tới đâu thì đi vòng theo đó rồi đấy, ai mình phải đi trước những cái người khác hoặc là mình đã đi trước thì theo nguồn nước quy định đấy, thành ra như vậy là khỏi cái xem đèn đỏ. Thì cái cảnh này nó lại là do thấp đá. Khi mình thấp đá đó, mình thấp đá tới đó
bớt ngã ba, cho nên bây giờ nó đúng nhau ta. Làm cách nào để mà ba gặp lại cái Phật đã mà tới được vì ngã ba ấy thì nó hướng này, ngã này thì nó hướng này, khi nó tới thì nó phải đúng thành một tâm giác. Thì như vậy vẫn có một cái chỗ khác hơn nữa, không? Cho làm sao mà hay cho làm sao mà thì nếu hai hướng ấy thì đi tới thì giáp nhau là được rồi. Còn đây này ba hướng hoặc là bốn hướng thì khi mà tới giáp nhau là rất khó, nhất là ba, nhất là ngã ba là giáp nhau là rất khó. Vì vậy cho nên thầy mới là nghĩ ra tất cả thứ, bởi vì khi mà người ta lắp đá thì người ta thấy ngay đó là người ta cần làm biết là sao. Thì thầy mới nói là bây giờ mình sẽ làm một cái vòng tròn như vậy, thì bên nào nó cũng tới, nó sẽ gặp một vòng tròn và nó giải quyết được cái vấn đề là ba cái hướng nó tới, nó sẽ giáp nhau cấp thế nào. Nó bạn cho dù nó thứ nhất là nó bị tìm một cái ở giữa thôi, nhưng mà thứ hai là khi đó nó sẽ giáp là rất là khó. Nhưng mà nếu mà mình làm cái vòng tròn đó thì tự nhiên là hai bên đều gặp nhau một cách dễ dàng. Thầy á thì thầy cần phải giải quyết vấn đề trên thực tế, tức là khi đang nhìn cái trường của người ta lá xá cũng được thì mình thấy mình nhìn cái thực tế thì mình giải quyết cái thực tế, do đó là phải mình sử dụng cái vòng tròn đó để mình giải quyết cái cách nào cho nó nó thuận lợi đó, nó không có gì, nó không phải bắt quá rất gần được. Mà cái công giao thông á, người ta cũng giải quyết cách đó để mà công giao thông nó thuận lợi hơn. Còn cái này nữa là cái hồ, có người hỏi là chắc là thầy làm cái hồ vì tốt dữ. Thầy nói những người tốt dữ, thầy làm cái hồ là bởi vì nguyên do thế này. Khi mình có một công trình mà lớn như vậy á thì phải có cái phòng cháy chữa cháy, mà phòng cháy chữa cháy á thì hồi trước là mình thiết kế là nó nằm ở trong tháp, nhưng mà khi nóng á mình thấy rằng là nếu mà nằm trong tháp á với một cái khối lượng mà nước như vậy mà có vấn đề gì á thì nó sẽ là ảnh hưởng đến tháp. Cho nên nó là thầy tôi là cái công ty thi công á bàn lại với nhau là không làm mà cái hồ ở trong tháp như là thiết kế và đưa ra trước. Thì trước nó chỉ thế là để độ để làm phòng để có nước chứa phòng cháy chữa cháy thôi. Nhưng mà khi làm á thì mình phải làm cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm chút, cho nên mình phải trang trí cái này như được cái này. Cái hôm của hoàn toàn không có mà phóng từ. Nhưng mà những người phóng từ thì hầu như người đó là ngay tại người làm cũng không tùy đó. Mình có cái nỏ cần vô, mình có cái gì cái nỏ để nó không có cái gì kẹt như ta ra mà cái cô đó này anh thầy cứ làm cái chỗ mà để mặc cái nỏ khác á thì đang làm cái đó bởi vì nó là cái tường rồi thì sao ở chỗ bên trong nhà nhà bắc đó, nhà bắc nhà cốt đó. Một hàng năm nay tụi con cũng thấy thầy ba bên hết và thầy nói chuyện có rất là nghĩ đó, mà con thấy thầy thấy đúng thầy đó, thầy qua đó là thầy bị COVID rồi, là như thầy thấy trước đây thầy có trẻ năm nay là thầy đi được châu mà thầy nói thầy vợ thầy nghĩ tâm một kỳ đó.
ai ai cũng nói là thầy dạ. Thầy ai nói là thầy thấy thôi, thầy thấy trước rồi nói dành cách cho thầy thôi, chứ mà tụi con theo thầy tụi con về tụi con chết rồi á, mà thầy thì 75 tuổi lại là bắt đầu chết cái con này nữa, con nó để cho chết luôn. Dạ, thầy cần xin hỏi là thưa sư, trong thời thiền vô thư hôm qua, sau vài phút ghi nhận thì thân con bắt đầu thư giãn sâu và cái tâm như tách ra, nhìn lại cái thân thấy thở đều như ngủ say, thấy tâm nghỉ lạc, thấy mát, rồi thấy tê chân. Vậy con xin hỏi thầy, đó là thấy thân, thọ, tâm có đúng hay không? Vậy thì thấy pháp là như thế nào ạ? Xin thầy chỉ dạy thôi. Đúng rồi, đó là chứ không là người ta thấy thân, thấy thọ, thấy tâm. Nhưng mà thực ra đó là thân thọ tâm pháp là nó đi cùng nhau, chẳng phải là tách ra. Nhưng mà khi nào là trong cái thân thọ tâm pháp đó, đó cái nào nó nổi rồi á thì mình thấy thôi. Bây giờ là mình dùng cái từ ghi nhận là hết cái. Không nên dùng từ ghi nhận mà mình nhận biết, dùng từ nhận biết thì nó đúng hơn. Tại vì trong cái chuyện này, chuyện ghi nhận thì nó có vẻ như là mình giữ lại. Còn cái này mình chỉ biết thôi, nó đi qua mình chỉ biết thôi. Cho nên mình nói là mình nên dùng từ nhận biết hơn là dùng từ ghi nhận. Có những cái từ mình như từ là theo dõi hay là tìm kiếm, ví dụ như mình sẽ tìm kiếm đối tượng, theo dõi đối tượng, ghi nhận đối tượng mà sai lầm. Tại vì cái gì đấy mình biết cái gì đấy thôi chứ không có tìm kiếm là gì. Rồi mình cũng phải theo dõi tức là mình có cái ý đồ là mình muốn được theo đó, còn đây mình cũng theo, nhưng nó đến mình nói tin thì mình sẽ thấy. Cái nhiều thì mình thấy thì chắc mình cũng theo dõi. Bởi vì khi mình theo dõi tức là mình đã có cái ý đồ muốn nắm bắt. Có đấy thì đấy thì thấy không dễ sợ. Chẳng có ý đồ nắm bắt như vậy. Những cái này nó cực kỳ quan trọng. Cho nên là trong cái dùng từ đó là cũng là không cần cái dùng từ cho chính xác. Tìm bởi cái chính xác, còn sau đó là nó sẽ dễ dễ đến hiểu lầm. À, mà nói gì cơ mà? Dạ. Đúng rồi, nhớ rồi. Là, khi mình mà ngồi buông tư và cảm nhận được cái thân nó đang, ví dụ như thân đang thở, hay là mình có cảm giác có gì hay là an lạc gì đó thì nó là khổ. Rồi lúc đó cái tâm mình nó có cái gì đó, tâm mình là lúc đó là cái thanh tịnh, cái lúc đó là tâm đang như thế nào đó thì là mình thấy đó, đó là tâm. Lúc đó là tham hay tâm hay tư hay tâm hay tư gì đó, tâm lúc đó là được ổn định. Đó là tháng rồi, như thế nào đó thì mình đều được người tất cả thì đó là tâm. Mà thực ra mình cái chuyện niệm ở đây có nghĩa là chánh niệm tỉnh giác ở đây có nghĩa là tròn vẹn rõ biết, chẳng có niệm gì cả. Cho mình nói là tới lúc mình chuyện niệm mà mình đã hiểu chuyện niệm nó theo có nghĩa là phải niệm ra đó. Thành ra là trong đó nó có cái nỗ lực của bản ngã đó, mình để ý chuyện đó. Còn bây giờ nó xảy ra thì mình biết thôi, không có niệm gì cả. Ví dụ như bây giờ tiếng ve kêu thì mình nghe thôi, mình chỉ có một cách hoàn toàn bình thường. Còn nếu mình theo dõi tức là niệm cái tiếng ve kêu thì là chuyển pháp đó, nhưng mà trong đó có ý đồ gì đó.
chẳng phải là không phải không thấy thì thấy thì nghe thì nghe và không có cái độ. Cái độ này là cái độ nhầm lẫn hết sức là cơ bản trong thiền. Đáp vào đó là không nhận ra cái điều đó thì hành thiền nó trở nên là một cái nỗ lực của bản ngã để đạt được cái gì đó. Còn là pháp, thật ra pháp mà tâm pháp là như thế nào thôi, tức là thật ra niềm pháp của chúng là niềm tâm, niềm thọ, niềm tâm thôi. Nhưng mà là thấy ra được cái diễn biến đó. Ví dụ như khi mắt nhìn thấy pháp thì có cái diễn biến gì xảy ra, thì trong đó nó có hai loại diễn biến đó. Nói chung là có hai loại diễn biến đó. Một loại diễn biến đó là che lấp hay là trói buộc. Ví dụ như bây giờ mình cái hoa, mà nếu mình nhìn mình chỉ thấy cái hoa thôi thì đó là cảm nhận tự giác. Nhưng mình nếu là nhìn cái hoa và cái không cái nhìn đó có gì trói buộc thì mình phải thấy ra được trói buộc đó, phải thấy ra được cái sự che lấp đó. Trong đó là mình phải phát hiện ra được là những cái tâm sở hay là những cái ý niệm hay những khái niệm khởi lên như thế nào khi mình nhìn thấy cái hoa. Nếu mình nhìn cái hoa mà với tấm niệm tỉnh giác hay là với niệm tịch pháp tinh tấn hoặc là tinh tấn thì hoặc là niệm với là tiếng Anh niệm ca thì mình đều biết rõ. Tức là lúc đó một cái yếu tố đó, nói chung là những cái yếu tố khởi lên khi mắt mình nhìn thấy pháp, ta cũng nghe âm thanh thì những yếu tố gì khởi lên và yếu tố đó trói buộc che lấp hay là không trói buộc che lấp. Nếu những yếu tố đó không trói buộc che lấp thì đó là đạo đế nhiệt kế. Còn nếu đó là yếu tố che lấp trói buộc thì đó là tập đối khổ đế. Cho nên cái mà cuối cùng của cái niệm pháp đó chính là thấy đâu là tập đế khổ đế, đâu là nhiệt kế đạo đế. Đó là cuối cùng của niệm pháp. Lúc đầu thì chỉ phát hiện ra những cái yếu tố nào trở lên, những yếu tố đó có tính chất trói buộc hay không trói buộc. Thì thường thường lúc đầu thì dạy các bạn chẳng hạn như là đăng tiền cái trở lên, hoặc là các chất tự khởi lên, hoặc là vũ quân khởi lên chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó là mình đều thấy rõ cái tiến trình của vũ quân đó. Nhưng khi tâm mà hoàn toàn thân tình tâm khác thì lúc đó những yếu tố của thân tình tâm khác đó chính là hình bánh đơn điện tự giác hoặc là thất giác kinh hoặc là bát chánh đạo. Lúc đó mình thấy rõ cái điều đó. Nhưng mà cái chính yếu cái được bát chánh đạo nó sẽ đúng không? Còn cái chính yếu là lúc đó là mình thấy rõ được đâu là tập đế của đế, đâu là đạo đế, đâu là cuối cùng của niệm pháp. Tầng cùng của niệm pháp chính là giác ngộ. Thì đó là cái niềm thân, niềm thọ, tâm, niềm pháp là một cái, mình sẽ thấy rằng là thân thọ tâm pháp chính là một cái chuỗi diễn biến, chẳng phải là phải tách thân ra để mà niềm thân xong, và tách họ ra để niệm họ xong, hay là tách tâm ra niệm tâm xong. Đó là những cái trường phái mà người tách ra cho những người họ thích một cái hoặc là cái trình độ của họ đó và chỉ nhìn lại những cái đó. Còn nếu mà thực sự đó mà đúng cái tinh thần mà đúng những thứ đó là phải thấy rõ cả thân họ trong pháp, chính phải là một cái, tức là khi tâm thì thấy tâm, khi thọ thì thấy thọ, tâm thấy tâm thì pháp thì thấy pháp, và thấy theo cái hướng là diễn biến, chẳng phải là thấy, tức là nhớ là cái này, tâm vipassana
là luôn thấy diễn biến diễn tình, chứ không phải là thấy một cái vật. Ví dụ như mình nằm lệnh ở chỗ này, người ta là niềm hơi thở là đang rơi, niềm hơi thở của mình, niềm hơi thở tức là niềm mục vật, đó là niềm mục vật. Nhưng mà đấy là niềm sự vận hành, đấy là cái niềm sự diễn biến. Do đó là sự thở mới là có diễn biến, sự thở vô, sự thở ra. Và cái diễn biến sự thở vô, sự ra đó không phải là thấy cái hơi thở và thấy cái thân. Khi thở vô thì thân ra sao, khi thở ra thì thân ra sao. Cho nên đúng ra là cái việc là niềm sự thở, chẳng phải là hơi thở. Còn cái hơi thở đó, đó là đề mục của thiền định, chẳng phải là thiền định. Nó rất là rõ ràng như vậy, nhưng mà nhiều người vẫn không phân biệt được. Cái hơi thở là một vật, là một đối tượng. Cho nên nó chỉ sử dụng cho thiền định. Còn á, cái mà trừ thở vô thở ra đó, thở vô thở ra là một sự kiện hay là một sự diễn biến, thì lúc đó mình mới là mình đặt người vô tư cảm nhận cái sự thở vô thở ra như thế nào. Do đó có vì họ mới nói là phong trào rồi đấy. Nhưng mà nếu mình dùng cái khái niệm phong trào không đó, mình lại không thấy rõ cái diễn biến của toàn bộ cái mà khi thở vô như thế nào, khi thở ra như thế nào. Cho nên phải đó là cảm nhận toàn thân khi thở vô, cảm nhận toàn thân khi thở ra, cảm nhận được cái toàn thân của sự thở chứ không phải là hơi thở. Thế nên cái điều này nhiều khi là mình cứ theo cách vợ mình làm nên mình không kiếm nghiệm ngay đến cái thực lực. Nếu mình kiếm nghiệm ngay đến cái thực lực, mình không biết rất là rõ cái nào là hơi thở, cái nào là sự thở. Mà cái nào là đẹp và cái nào là đẹp là rõ ràng. Dạ, câu hỏi tiếp theo của Liên Ba. Thưa Thầy, có phải như lý tác ý là sự hướng tâm một cách tự động, do vì có chánh kiến, chánh niệm mà tự động có như lý tác ý, và do vì có như lý tác ý mà trí tuệ sanh khởi hay không ạ? Đúng. Thật ra như lý tác ý là một yếu tố. Và yếu tố trong trí tuệ. Khi có trí tuệ thì đương nhiên là có những lý tác ý. Thì như lý tác ý nó rất là đơn giản. Thế mà cái hướng tâm như thế nào? Ví dụ như bây giờ này, nếu mà mình nhìn cái hoa mà mình chỉ thấy cái hoa đúng như nó là, thì đó là thì trong đó là có như lý tác ý. Còn nếu mình nói là cái hoa này xấu quá, hoa này đẹp quá, hoa này không to ra đó là chút gì đó, thì lúc đó đã là tri như lý tác ý, đã có tri như lý tác ý. Cái hướng tâm nhận định về đối tượng là đã sai. Nếu mà đúng với cái thực tánh như lý là sao? Như lý tức là đúng với thực tánh, tri như lý tức là không đúng với thực tánh. Nhưng khi mình khởi lên một cái khái niệm thì nó đã trở thành là trí như lý tác ý. Nhiều người nhầm lẫn cái như lý tác ý này với lại cái tư, cho nên cho rằng là mình suy nghĩ. Ví dụ mình nói là suy nghĩ rằng là cái hoa này mình đừng có thích cái hoa này. Ví dụ mình khởi lên cái tâm đó, mình đừng có thích cái hoa này, đừng có ghét cái hoa này. Đó là như lý tác ý, nhưng mà thực ra lúc đó là tư rồi, chứ không phải là tác ý. Thì xúc tác ý họ được tư là cái tác ý nó khác, cái tư là khác. Tư là trong đó có cái quyết định, cái phản ứng, cái này cái kia, nó được
đấy là thứ thứ là chết ta nè. Còn cái bên này nó cái khái mà bây giờ mình đã đừng có thích nó, đừng có ghét nó, phải thấy nó đúng như thật. Thì khi mà mình suy nghĩ như vậy là không phải là như lý khác ấy, mà thậm chí là khi mình suy nghĩ như vậy là còn là phi như lý khác ấy nữa khác. Bởi vì khi mình nghĩ như vậy đó là đã có khái niệm rồi, đã tạo ra khái niệm rồi, và trong đó có bản ngã trong đó rồi. Còn nếu mình như lý khác ấy đó thì đó là một cái yếu tố tự nhiên khi tâm hướng đến đối tượng mà không có bản ngã, thì lúc đó nó mới như lý được. Cho nên như lý đó thì nó mới thấy được thực tế của nó. Như vậy, như lý là một yếu tố ở trong trí tuệ, trong tuệ tri để thấy đúng cái pháp đó như nó là. Dạ, cứ bình thường cái này, mình để cái tâm mình an yên hiện tại mà theo thầy chị nói đó, thì khi mình không có để cái gì hết á, để nó bình yên vậy. Mà cái khi nào mà mình có cái gì nó mạnh nó xảy ra đó, thì mình thấy biết mình phải tìm nhận cái gì này, đúng như lúc đó biết thôi, chả vậy. Thì đó, nếu lúc đó là được nhận, chẳng hạn như vậy đó, tự nhiên mình nghe một cái tiếng gì đó, thì lúc đó là cái tâm nó có hướng đến cái đối tượng đó. Thì cái tâm mà hướng đến cái đối tượng đó, nếu là cái tâm hướng đến đối tượng một cách hoàn toàn tự nhiên bình thản, thì cái tâm hướng đó chính là như thế. Còn nếu như khi mình đã nghe một cái tiếng kia, mình đã bắt đầu sợ rồi, nghe cái tiếng này, cái tiếng đó hú hú hú, mình được là ba hú chẳng hạn, tức là đã là cái hướng mà tâm mình để đến đối tượng đã sai hướng, tức là không hướng vào những cái thực tánh pháp của đối tượng đó, mà là hướng trên cái khái niệm của đối tượng, khái niệm về đối tượng đó, nên là cái hướng tâm nó sai rồi đó. Hướng tâm trên thực tánh pháp của đối tượng đó là như lý ta ấy, mà hướng tâm đến khái niệm chủ quan của mình trên đối tượng đó là phi như lý ta ấy. Có hiểu không? Cái này rất quan trọng. Đó là lý do vì sao mà mình thấy mà vẫn là tự nhiên vô tâm. Đó là tự nhiên vô tâm. Giống như thầy vỗ tay cho thầy hỏi có nghe không? Nghe, nhưng mà khi nghe đó đâu có cố ý nghe đâu. Đâu cần theo dõi trước, đâu cần có cái gì trước đâu. Nhưng mà thầy vỗ tay là bất ngờ mà, nhưng mà vẫn nghe. Thì cái nghe đó là tự nhiên vô tâm. Và khi cái nghe mà tự nhiên vô tâm đó thì nó mới đứng thực tánh. Còn sau đó khởi lên khái niệm. Người thì nói thầy vỗ tay là vì thầy vui mừng. Người thì nói thầy vỗ tay là để thầy cảnh báo. Người thì nói thế này thế kia. Thì mỗi cái đó là lúc đó là bắt đầu là khởi lên cái tư. Và cái tư tượng, cái đó tư và tượng. Tự mà cái đó là nó là xuất phát từ cái chỗ là phi như lý ta đấy, tức là hướng tâm đến cái bộ hai này sao, thay vì cái lúc đầu á mà mới nghe cái tự nhiên vô tâm á thì là hoàn toàn đúng, nhưng sau đó mình khởi lên cái ý niệm gì, tức là trong đó gồm có tượng và tư. Khi có tượng xem là, tức là đã có hình thành khái niệm, tức là mình gán cho cái trạng thái đó, chứ không phải là thật đó. Đó, cho nên gọi là phi như lý, phi như lý tức là không đúng với sự thật. Ví dụ như mình, tại sao mà mình thấy cái sợi dây và mình lại tưởng không đáp, tức là có tự sợi dây vô đó, và cái tự riêng vô đó là bởi vì do ngay từ đầu là cái hướng tâm của mình là sai với sự thật. Khi cái hướng tâm sai với sự thật rồi cả thì liền sinh ra tự tư và nó đi lôi đi quá xa,
Trong khi đó nếu mình như lý tác ý thì là hướng tâm đúng trên thực cảnh thì lúc đó mình thấy đó là cái chuyện nên nói là như vậy rồi. Cái điều này nó rất quan trọng là bởi vì trong đời sống hàng ngày mình làm sao mà thấy rõ ra được hai cái điều này để mình loại trừ cái phần mà mình xem vào đó đi thì lúc đó mình sẽ trả tất cả các pháp này đúng với thực tánh của nó, chứ không phải là mình cố mình nhìn xem sự thực tánh của nó ở đâu, mình luôn nhìn tới vào sự thực tánh ở đâu là lúc đó là tìm kiếm theo dõi rồi là ra nữa, lúc đó là đã là cái khái niệm của bạn ngã xét vô rồi. À, cho nên trong thực hành đó là người ta sai quá trời là người tự lập. Không có vô tâm vô tư để mà thấy sự vật đúng như nó là. Thế này có một câu hỏi. Anh xin xin phép. Không có micro để thâu vô những người sẽ thật xa nghe. Chứ không phải để thâu. Bởi đây. Dạ, thưa thầy cho con hỏi là nếu mà thầy nói vô tâm vô tư và không có bản ngã sang bài như thế thì nếu như trong trường hợp ví dụ như ba mình hay mẹ mình đã tới tuổi thọ rồi ví dụ 90 tuổi nhưng mà đang bệnh đau bệnh rất là biết là không thể làm được, như ba mẹ cứ nằm đau đớn hoài như thế thì khoa học ngày nay mình có thể chích một mũi thuốc nhẹ nhàng thì ba mẹ có thể ra đi nhẹ nhàng, như vậy thì có phải là con đã xem vào hay không? Cái thứ hai là như vậy thì con có phạm một cái tội là sát sanh hay không? Cái thứ ba là nếu chính bản thân con biết chắc rằng giả sử con trong trường hợp đó là một cái chắc chắn con không thể khỏi được cái bệnh đó và con cứ đau đớn mãi thì con yêu cầu là chích cho con mũi thuốc để con ra đi thanh thản, như vậy thì cho con biết là như thế nào cho các con bạn. Cái đó là nó là thuộc về phương diện thiền ác rồi, luôn là thiền đúng sai thiền ác rồi. Khi mà nói đúng sai thiền ác rồi thì thường là cái đúng sai thiền ác theo cuộc đấy, theo cuộc đấy. Cho nên những cái quyết định của mình mà về là giữa đời đó thì mình chỉ cần xem được là các quyết định đó là thiện hay bất thiện, nó vẫn được, nó vẫn nằm trong thế gian thôi. Còn cái mà mình nói là tự nhiên vô tâm đó, đó là mình nói đến giác ngộ đạt pháp thành Phật. Nên nhiều khi người nhầm lẫn cái này đó. Tại sao thầy cũng nói đến những trường là nên làm cái này cũng nên làm cái kia, có rất tất hầu hết các gì mà nhạc sư đều dạy mình là nên có tâm từ để tại cái này đúng và cái sai, vì quá nhiều người nói về chuyện đó rồi, nên thầy cũng nói đến chuyện đó rồi, thì nói đến chuyện là làm sao để thấy ra được cái thực tánh chân lý. Không, cái đó thầy cũng nói, cái đó là từ một người phải học lấy bài học của mình. Ví dụ như là quyết định như thế này, lúc đầu mình tưởng là thiệt, nhưng mà mai mốt mình sẽ thấy là cái điều này có thể là cho nên tất cả những cái đó đều là những cái để mình học ra để mình thấy, để điều chỉnh cái nhận thức của mình trong đời sống. Còn cái mà để thấy được thực tánh trong đấy, tức là để thoát ra khỏi cái tục đế đó. Thoát ra khỏi ở đây không có nghĩa là mình từ bỏ cái tục đế, mình còn sống cái tục đế, nhưng mà khi mình thấy ra được cái chân thiện thì lúc đó cái tục đế đó nó trở thành là tương đối, cái chuyện thiền ác là chuyện tương đối, thậm chí có đôi lúc ác nhưng mà nếu mà cần làm là cũng phải làm. Đó như thầy nói là ví dụ như bây giờ mình đang ngồi đây mà thầy phát hiện ra có một người là đang đặt chất độc thì tới đánh người đó để cho đá một đá cho nó đừng tiết lộ được, thì lúc đó là đá một đá cho nó nhào ra ngoài rồi thì lúc đó là bất thiện đi, nhưng bất thiện đó là cần làm, cho nên ở đời cái đó là tương đối,
cái đó chỉ là ở thôi, cái tương đối để làm gì để cho mình học ra cái bài học là việc ứng xử ở trời như thế nào. Nhưng mà qua những cái ứng xử ở đời đó, mình mới thấy ra được cái tương đối của cái đời, mình thấy ra được cái tính cách vô thường của ngài, cho nên mình không bám víu, mặc dù mình còn ở trong đó, mà mình không bám víu. Cho nên đó, cho nên thông thường người ta nói câu này là thầy thích nhất là nói là khi việc đến á thì tâm ứng đạt, nhưng mà khi không có việc gì hết thì mình trở về với cái tâm là trong sáng, cái đó là tốt nhất. Nhưng bây giờ nếu mình không thấy ra được cái thực tánh chân đế thì mình lấy gì mình trở về được với cái động lực trong sáng đó. Do đó cái đầu tiên mà cái người mà tu là cần phải thấy ra được thực tánh chân đế. Nhưng mà không phải là cứ ngồi nhắm mắt một chỗ để thấy thực tánh chân đế, mà là chính là sức chạm được đời trong cái chạm được đời trong cuộc sống đó. Nhờ những cái xúc chạm đó mà mình lại thấy ra được đâu là thực đế, đâu là chân đế. Thành ra đó, trong tục đế tức là nếu những người mà chưa thấy chân đế đó, thì trong tục đế đó, nó sẽ trở nên mình quyết định không qua. Còn khi người thấy được chân đế rồi đó, thì trong tục đế đó, vẫn có thể quyết định, nhưng mà chỉ xem đó là tùy thời, tùy duyên và mở thôi, cho nó không có cái gì là phải gây gắn cả. Đó thì là tương đối. Đó là lý do vì sao mà thầy chỉ nói đến cái chuyện, thầy chỉ nói đến cái chuyện là làm thế nào để mà thấy ra được thực tánh của mình. Mà thực ra Đức Phật ngài ra đời cũng chỉ muốn làm gì đó, nhưng mà ngài muốn làm sao mà thay gì để giúp cho người ta thấy ra được thực tánh của mình. Thế đó là cái chính. Còn tất cả các tôn giáo đều là nói tốt rồi, là làm thế này tốt, làm thế kia tốt rồi. Giờ vợ cưới với chồng làm sao cho tốt, chồng nữa với vợ làm sao cho tốt, đó là giờ xã hội sống làm sao cho tốt, thì cái đó là cũng có, nhưng mà nó có gì là cái nào được ở đời thôi. Những người chưa giác ngộ được cái sự thật á, thì những cái đạo đức nó đang tương đối và đôi lúc nó sẽ trở thành là cố chấp, trở thành bản ngã. Ví dụ những người nói đạo đức nhiều thì bản ngã to lớn hơn nữa. Tôi nói cho ông nghe tính này thầy ạ. Con đến đây thì được thầy cho nhiều chúng ta phần thấy rất là hạnh phúc, mà đặc sự trong con ấy, con ở Hà Nội ấy, thì người ta đều nói rằng ấy là hiện nay là các đại sư thì đại sư Thích Nhất Hạnh và đại sư Vân Vân, tất nhiên người ta cũng nói đến là đại sư khác nữa, nhưng mà con thấy rằng các clip ấy nghe thầy giảng ở Anh, ở các nước châu Âu và ở Mỹ thì con thấy là tầm cỡ của đại sư là ở thế giới rồi, thì con nên hỏi, muốn hỏi thật sự về vấn đề là Phật giáo ở thế giới. Ví dụ như người ta nói rằng là Phật giáo Trung Hoa thì thiền của Trung Hoa mang tính chất táo bạo, ví dụ như người ta đánh, người ta quát để cho các thiền sinh ngộ ra, và thậm chí có đại sư là thấy thiền sinh là chấp cái hình tượng là nhiều quá, thiền sư bảo là mang tượng Phật xuống đây để làm gì ạ, để đốt, đốt làm gì ạ, để lấy xa đi, thì người ta rất là táo bạo. Thế còn đấy là thiền ở Trung Hoa đấy, thì thiền của Nhật Bản đấy, thì người ta đánh giá là thiền thật thú vị như một bài thơ. Thế thì các đại sư đi sang Nhật Bản có nói rằng chúng tôi sang đấy là rất là ngỡ ngàng, bởi vì theo lịch sử của Nhật Bản ấy, thì vua Minh Trị lúc bây giờ là đã ra lệnh
cho nhà sư tại đi lý. Lúc ấy là cần là tăng cường đến là phải đi lý mà phải lấy vợ. Cho nên là đến bây giờ ấy thì cái lệnh của nhà sư của vua thì làm sao mà trái lệnh được, mà con của Minh Thị rồi cháu của Minh Thị làm vua thì cũng chưa bại cái lệnh đấy. Và hiện nay ấy, thì chùa của Nhật Bản ấy một vị chủ trì hòa thượng thì cũng bà hòa thượng ở bên trong ở đằng sau. Thế là người ta thiền nên thế giới cũng ca ngợi là thiền rất là chi biết, nó như là một bài thơ. Thế còn thiền của Việt Nam thì người ta đánh giá là nó quyển chuyển. Thế con nghĩ là thiền của Nhật Bản thi vị thì cũng rất là thi vị chứ. Thế thì bây giờ mà cũng nhìn ra sự phát triển. Ví dụ như là hôm qua anh đi thể hiện ở sân Quốc. Và tất nhiên nên là nếu mà tâm hồn thế là nhà thơ như Phụ Nguyễn Du thì là cuối xuân, cuối sân, khuyên đã gọi hè, đầu đường lửa liệu, lập lè, đơm bông. Tức là cuối sân thì con cuốc nó đã kêu vào đầu, từ đầu hè là mình thì đã có hoa liệu đỏ như lửa. Thế thì con có hỏi hòa thượng là nó cứ xoay vần. Mà từ cái chỗ này đến chỗ khác thì liệu nhận định như thế là thiền của Việt Nam không phải là quyển chuyển nữa, mà lần này có thể là rất giống Trung Hoa, tức là thiền là táo bạo, hoặc rất giống là Nhật Bản, nặng các nhạc sư cũng có vợ và cũng ghi là thiền tế nhị và thi vị như một bài thơ Nhật Bản không ạ? Các thầy á, không có tiền Trung Hoa, không có tiền Nhật Bản, không có tiền Ấn Độ, không có tiền của Anh Ca, không có tiền của Ấn Độ Ca, mà chỉ có sự soi sáng lại chính mình. Chỉ có soi sáng lại chính mình. Còn á, những người nào mà biểu hiện là khi về là biểu hiện là áo bào, biểu hiện thế nào đó là biểu hiện của mình. Mình đừng có bực tức, họ không bực tức cái áo bào của Long Tế, cũng không bực bực tức cái việc thiền nghệ thuật của Nhé, không bực tức ai cả. Mình chỉ soi sáng lại chúng mình thôi. Mình đang ăn cơm thì mình biết ăn cơm, mình đang uống nước thì biết uống nước vậy thôi. Nghe tiếng quốc thì biết là nghe tiếng hót cũng tin vậy thôi. Mỗi người phải từ thiền với chính mình chứ không có bất chấp bất kỳ thiền của ai, bởi vì cái ôi không thể nào bất chấp cái xoài. Cái xoài không thể bất chấp cái cam, mà cái ổi ngay cả hai cái ổi cũng bất chấp nhau được. Cái ổi nào thì cái ổi 3 tháng thì nó phải tròn vẹn, cái ổi 1 năm thì tròn vẹn, cái ổi 1 năm cái 3 tháng cũng bất chấp cái ổi 1 năm được. Do đó một chỉ có mỗi người từ soi sáng để thấy ra chính mình thôi, đó là việc. Nên mình sẽ không phải là thiền Nhật Bản, không có thiền tu nào của Nhật Bản cả, ngay cả Nhật Bản. Cho dù là thiền Nhật Bản hay nữa thì mỗi người cũng vẫn là thiền khác nhau. Cho người là Trung Hoa nữa. Cho nên ấy, đến khi mà sau cái tổ về năng ấy, của thiền Trung Hoa đó, thì đã chia ra làm 5 phái rồi. Và mỗi phái là một kiểu khác nhau rồi. Đó. Và nó đã trở thành một cái kiểu gì đó. Thì nó đã khô cứng rồi. Thật ra nói là huyện kiểu, trên thực tế nó đã khô cứng rồi. Có huyện kiểu thật sự đấy là mình luôn là còn đẹp thực tích của mình từng thực tích, đó mới là huyện kiểu.
Câu hỏi của Nguyễn Linh. Kính bạch thầy, xin thầy cho con hỏi làm sao để mình có được thân người và gặp được bậc giác ngộ, bậc chân tu để mình học bài học giác ngộ của mình ạ? Vì con thấy được làm người và sống trong cuộc đời này là dễ giác ngộ nhất ạ. Làm người là dễ giác ngộ chỉ khi nào mà mình thực sự học ra bài học của chính mình. Thì mỗi người sẽ khi sinh ra đó là đã ban sẵn cái học của chính mình được tôi giác ngộ rồi. Bất kỳ người nào ở trong cái tình huống nào, sinh ra dưới hình thức nào, đều là bài học giác ngộ của chính người đó. Ví dụ như một người sinh ra toàn bình không, thì đó chính là bài học giác ngộ, cái tình đó chính là bài học giác ngộ của người đó. Nhưng người đó thấy một cái người khác không có bệnh, cho nên muốn làm sao để trở thành người không bệnh, đó là sai lầm. Để trở thành người không bệnh giống như người đó, đó là sai lầm. Và cái người đó sinh ra bệnh, chính cái bệnh đó là cái bài học của người đó, chứ không phải là cái gì khác. Mỗi người sinh ra trên cuộc đời này đó là đều đã có cái sinh mệnh của họ. Trong đạo Phật gọi đó là sinh nghiệp. Thì cái sinh nghiệp đó đó, nó là cái là kết quả của những gì mà mình đã nhận thức của hành vi trong quá khứ đó. Ví dụ bây giờ một em học sinh hiện tại đang đứng trước mặt cái em học sinh đó. Thì em học sinh đó đó hiện giờ này là cái kết quả của tất cả những gì đó em học được. À, nếu em giỏi toán thì hiện nay trong em là giỏi toán. Nếu em giỏi văn thì hiện nay trong em là giỏi văn. Tất cả những gì mà em đó đứng ngay trước mặt mình đây đều là hậu quả của cái quá khứ mà em đó đã nhận thức và hành vi như thế nào. Vậy thì mình đang ngồi đây, đang ngồi đây này, mọi người đang ngồi đây này, là cái kết quả của quá trình nhận thức và hành vi của mình. Và chỉ mình học ra từ cái quá trình nhận thức và hành vi đó thôi. Tức là em này đang dở quá thì phải học ra bài học dở quá như thế này. Chứ không thể nào mà tự nhiên đang dở quá mà lại muốn có điểm 10 được. Không thể có được chuyện đó. Muốn dở quá thì phải biết là mình dở quá chỗ nào. Mình đang còn sai chỗ nào, do mình thiếu chỗ nào mà mình chưa có. Và em đó phải thấy ra này, khi đó em mới chuyển hóa được. Cho nên á, tu là một quá trình chuyển hóa cái nhận thức và hành vi. Chuyển hóa hành thức và nhận vi thì chuyển hóa nhận thức và hành vi ngay trên chính cái mình đang làm. Cái làm sao mà chuyển hóa nhận thức và hành vi để thành một cái em này đang học lớp 3 mà muốn trở thành người tiến sĩ liền được làm sao được? Bao giờ có chuyện đó. Mà bây giờ mình ai tu cũng muốn thành Phật ở đây. Thành mình chưa xong mà cũng muốn thành Phật. Bây giờ trước hết là mình phải thành mình cái đó. Mình chưa thực sự soi sáng để hiểu mình thực sự là cái gì. Đáng chỗ nào, sai chỗ nào, đúng chỗ nào. Cần chuyển hóa cái gì thì cái đó là mình. Cũng giống như bây giờ mình đang nấu một nồi canh. Thì bây giờ trong nồi canh đó, ví dụ như nó mặn đi thì mình phải làm sao? Mà nó nước nhiều quá hay là làm sao? Tức là ngay cái đó để mình thấy mà điều chỉnh. Còn mình đó thì mình lại muốn trở thành cái gì khác. Cái sai lầm của mình là ở đó. Cho nên đó, bây giờ thực ra là đơn giản là mọi người chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là nghiêm túc toàn vẹn tỉnh thức với chính mình. Và chính mình trong đó thì Phật ngài cũng nói rõ, đó là thân thọ tâm và pháp chánh hồn như các bạn. Nghiêm túc tức thân thọ tâm pháp ở chính mình, không phải là bất chấp người khác.
cho nên không có một công thức nào chung cho mọi người cả. Khi các vị thiền sư đưa ra phương pháp này, đưa ra phương pháp kia, tức là đưa một công thức chung cho mọi người, cái ôi cái xoài gì cũng phải làm giống nhau hết. Dạ không đúng. Thiền sư thật sự phải chiếc cho cái ôi thấy ra cái bài học của mình từ cái ôi, chiếc cho cái xoài thấy ra cái bài học của mình từ cái xoài, thì đó mới thật sự là thiền sư. Còn nếu thiền sư mà vô đây thôi, ngồi giống nhau đấy, ngồi cái này nhắm mắt như thế kia, thật lên như thế nọ, thì ai cũng như nhau hết trơn. Sao nó thật lên được giống như cái tùng bắt cái đi leo phải thật lên như cái tùng đó. Cho nên cái đi leo thì nó phải là nó phải thấy ra được bản chất của chúng nó. Nhà tâm này, nhà tâm này, nếu mình trở về trọn vẹn trong thực tại cái này, thì cái thực tại nó tốt quá thì mình thấy học cho nó lên. Còn nếu mà cái thực tại đó nó xấu nó xảy ra thì đối với mình thì phải chấp nhận nó để mà học được bài học mới không thầy? Phải chấp nhận hay là có chấp nhận mà là phải thấy ra. Dạ, thấy là chấp nhận. Chứ nếu mà nó xấu rồi mình chống rồi nó đó thì mình không chấp nhận. Phải. Không phải là chấp nhận mà chấp nhận thì nói là tức là cái ý của chị thì đúng. Dạ. Ý của chị nói chấp nhận là đúng, nhưng mà không phải chấp nhận. Chỉ chấp nhận có nghĩa là mình mình để đó, tức là thật ra đó chấp nhận là khác, mà là cái mà mình phải để nó như nó là để mà thấy, không phải chấp nhận. Cũng không phải là loại bỏ, tức là cả hai cái thái độ chấp nhận và loại bỏ đều khác, mà để nguyên đó như nó là để mình thấy. Cho nên người ta mới dùng cái từ là bất phục bất xạ, tức là không dự mà cũng bất bỏ, mà phải để nó như nó là. Thí dụ như bây giờ mình đang sân, thì nếu mình nói chấp nhận sân, tức là mình cứ sân. Cho nên mình loại bỏ sân, tức là mình tự nhận bỏ nó đi. Nhưng mà ở đây á, là mình thấy sân đúng như nó là, tức là nó sân như thế nào, nó như thế nào, vị ngọt của nó như thế nào, vị hại của nó như thế nào, đều được thấy rõ. Thấy rõ thôi, chúng con cũng giữ do đó mà cũng bỏ lại. Thầy có dùng một cái cụm từ khác, đấy là cụm từ là trạng phát là chấp phát. Tại sao là trạng phát là chấp phát, tức là mình đừng có xem cái tư duy tư dục chủ quan của mình vào đó, mà là chỉ thấy đó như đó này, tức là trạng phát là chấp phát. Cái trạng pháp là cho pháp nó khác với cái mà người ta so sánh Phật giáo với khoa học, người ta cho nói là Phật giáo là khoa học, Phật giáo rất khoa học, nhưng mà khoa học không phải Phật giáo, bởi vì hai cái khác nhau. Một bên là nhìn thấy cái hoa này như đó nè, còn một bên là phân tích như thế nào cái hoa này nó còn có. Là nó kết cấu như thế nào, gồm một chất gì, nó có cái gì nữa, người ta tìm ra. Là cái đó chắc chắn. Có một người đó,
thời gian của nhạc mới bắt lại có một tổ sinh viên cậu đang nghiên cứu một cái cuốn sách và nói Phật giáo là khoa học, thì cậu rất thích bởi vì cậu khoa học cho nên cậu nghe nói Phật giáo là khoa học thì cậu rất thích. Phật giáo thì rất khoa học nhưng mà khoa học không phải là Phật giáo. Cậu mới nói rằng là Phật giáo mình được phân tích, mình được phân tích để mình biết rõ ràng như thế nào, thì cái đó mới là giác ngộ được. Thì nó không phải đó, thì sư tổ thầy mới lấy một ví dụ sư tổ đó. Nói bây giờ Phật giáo với khoa học khác nhau trong này. Thì như cậu là một nhà, cũng cậu là một người thanh niên. Bây giờ đang nhìn thấy một cô gái. Thì đạo Phật á, thì nói là nhìn cô gái như là một cái pháp đó đang là thôi. Nếu mà nhìn cái cô gái đó như là nó đang là thôi, cho tâm mình không có tham sân si gì cả đó, thì đó là cái nhìn của Phật giáo. Còn cái nhìn khoa học á là phân tích có sự cô này cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, tim cô như thế nào, phổi cô như thế nào, là phải một hệ cô ra hết để mà tìm hiểu. Hai cái nó khác nhau, khác nhau xa lại, chứ không phải khác nhau rồi. Cho nên á, tôi cũng có những người theo Phật giáo, người theo kiểu lý trí, người cứ phân tích cái này, phân tích cái kia, đủ thứ, vi phạm. Nhưng mà cái đó thật ra là nó vô ích. Quan trọng là mình thấy ra được sự thật. Thật ra là mình trả pháp lại cho pháp thì được hết. Tức là nếu mà anh nói anh ngồi và anh nhìn cái câu đó, và anh trả câu đó lại cho câu đó, tức là câu đó sao thì cô thứ bảy. Cô nặng bao nhiêu kể cô? Thì anh ta sẽ giải thoát, anh ta không có bị vướng mắc gì cả. Nhưng phải phân tích tốt kỹ cái cô đó như thế nào rồi mình sẽ giải thoát. Cái cô nói chấp nhận cái là con nghĩ là như sống theo kiểu thầy dạy là vì như tự phát ra vô ngã người ta đó. Không phải chấp nhận, nhưng chấp nhận một. Tức là chỉ hiểu đúng, nhưng mà cái từ chấp nhận á là nó có cái sai, cho nên cái ngôn ngữ là nó dễ hiểu lầm, là nó không chấp nhận mà cũng không bỏ, mà chỉ thấy nó như nó là không chấp nhận là nó không bỏ. Đa phần á là người ta thấy cái gì á mà tốt á thì người ta chấp nhận, còn cái gì xấu á thì người ta loại bỏ. Nhưng đạo Phật á, dù xấu hay tốt thì chỉ thấy nó như đó là